Hello, chào em trai. Em đẹp trai quá nha. Nữ sau này em là thuộc loại là kêu bằng đẹp trai đó. Ở trong này rất là nhiều chị em nữ xinh đẹp quá. Sao con? Sao em nói sao? Chờ anh một chút nha. Bữa nay không có mặc đồ lớn đi, chỉ mặc đồ thường thôi. Bữa nay anh tuyên bố cho em biết là một cái tin đặc biệt, Tổng thống Donald Trump có một cuộc mưu sát bằng thư độc. Nhưng mà ông thoát khỏi nhờ năm ông lục tổ che chở cho ông. Đó là tin đặc biệt. Là do Trung Quốc nó gửi thư vấn đề nó tẩm thuốc độc vô trong đó để mà nó hại cái tổng thống. Nhưng mà anh đã nói cho ông biết là hai lần, lần thứ nhất là ngày 8 tây tháng 8 ông sẽ có cuộc mưu sát thì gần ngay chỗ kỳ đó xảy ra vấn đề ở bên tòa Bạch Ốc, và cái thứ hai biết máy bay trực thăng của ông bị bắn 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 bắn, bắn tỉa. Bây giờ là ba cuộc mưu sát rồi đấy, còn sẽ có những cuộc mưu sát tái kiếp nữa do Trung Cộng nó sẽ giấy động lên để nó giết ông. Mà thằng Trung Quốc khi mà giết ông không được mà ông là tổng thống là thằng Trung Quốc sẽ chết ông giết ông. Cái đó là đồ mà nó láo cái chó, thằng đó là láo cái chó, tư cách gì mà nó đi, nó mang tiếng là khủng bố xã hội chủ nghĩa, là tất nhiên đã gửi lên một cái văn thư cho FBI kể cả CIA biết đó là khủng bố. Mà thằng láo cái chó làm sao 36.000 tỷ, thật kể cả nguyên một cái tài sản của Trung Quốc cũng chưa có được 36.000 tỷ, làm sao mà lấy đâu 36.000 tỷ ra cho nó. 36.000 tỷ âm phủ à? Ba ngàn tỷ là cái chuyện nó bình thường, nhưng cái thằng cha nó lá cá chó làm sao nước Trung Quốc bán nguyên hết cái tài sản của có 36.000 tỷ. Em biết 36.000 tỷ đô la lớn lắm không? Thằng nó lá cá chó nói chi, thằng Đào Minh Quân bây giờ sắp sửa bị bắt rồi, nó sắp sửa bị bắt dẫn độ gì Hà Nội đấy. Ở đây em nên nhớ, ở đây bởi vì để anh nói cho em nghe, giữa bang giao giữa Mỹ và Hà Nội thì em nhớ không có vấn đề nào mà mang vấn đề chính cách khủng bố được hết. Em có thể biểu tình mà trong Bắc Bạo Động, em có thể biểu tình trong Bắc Bạo Động được, nhưng mà em không có quyền khủng bố, em không có quyền đem tất cả những cái tuyên truyền để em khủng bố. Khủng bố cái đó là vấn đề quốc tế rồi. Thì ông Đào Minh Quân sẽ bị dẫn độ về Việt Nam cho em coi. Sẽ bị dẫn độ, bây giờ ông yên kiến rồi, ông đâu dám nói nữa đâu. Em thấy Đào Minh Quân có xuất hiện không? Không. FBI cảnh cáo ông rồi, lan tràn là dẫn độ ông về. Nếu mà có cuộc dẫn độ là sẽ Hà Nội, FBI sẽ dẫn độ ông về tất nhiên Hà Nội. Em sẽ coi một ngày gần lắm. Ở đây em nhớ, em ở đây bên Mỹ có luật pháp của Mỹ, em không có quyền, em có quyền làm chính phủ ma cũng được, cái gì cũng được, nhưng mà em không có quyền khủng bố xã hội chủ nghĩa. Cái đó là cái luật của chưa của Mỹ. Ông ấy bảo ông có 12 sư đoàn. Mày Ông bảo ông 12 sư đoàn quân á. Sư đoàn gì? Sư đoàn âm binh nè. Còn em nói nhớ, nói sư đoàn âm binh nè. Âm phủ hả? Sư đoàn. Mày một thằng à, nhiều lắm đó, bây giờ tổng tổng số của nó không được 40 đời nữa, mày viên sư đoàn. Thôi mày nói chuyện được trừ quá. Thế mà mọi người trong nước bảo nó có 12 sư đoàn quân. Nó 12 cái gì? Em đếm tất cả trong tổng số của nó đi ra, đi nó nói coi được bao nhiêu người, có 40 người, 42 người à, làm sao mà liên sư đoàn. Sư đoàn em biết bao nhiêu người không? Anh hỏi em sư đoàn bao nhiêu người, một sư đoàn bao nhiêu anh hỏi em ha, em biết một sư đoàn bao nhiêu không hả? Em biết một sư đoàn bao nhiêu không? Anh hỏi ngược lại em biết một sư đoàn bao nhiêu không? Một sư đoàn bao nhiêu lính, em biết một sư đoàn bao nhiêu lính không? Bao nhiêu tiếng trên 10.000 người lính mới là một sư đoàn. Một sư đoàn là 10.000, trên 10.000 đến 12.000 hả? 10.000 đến 12.000. Nó biết cái gì? Thằng đó con xào lá cá chó. Em nên nhớ, nói Đào Minh Quân này nói láo cá chó, sắp sửa dẫn đồ về Hà Nội rồi. Bây giờ thấy nó đâu có dài dù tiếp nữa. Trần Thanh Đăng là như thế nào? Ai? Trần Thanh Đăng ấy. Ông nào
Trần Thanh Đăng, Trần Thanh Đăng. Trần Thanh Đăng, ô mày cái thằng ơi, thôi mời các bạn. Ở đây để anh nói cho em nghe nha, tất cả để anh nói. Hồi xưa Đinh Bộ lĩnh có 12 sứ quân. Ở đây cả ngàn sứ quân, toàn là 20-30 thằng lên làm lãnh tụ, không là tủ lạnh đó. Chứ có lãnh tụ là gì không, là tủ lạnh đó. Làm được cái gì, nó được tổng thống biết nó là ai không? Em bây giờ em hỏi dễ lắm, bây giờ nói Đào Minh Quân, ông Trần Dần Thách, ông Đào Minh Quân có chụp được hình với tổng thống bất cứ một tổng thống nào Mỹ thì ông Trần Dần sẽ cho ông 10.000 đô. Còn kể cả thằng Phạm Thanh Đằng gì mà nó nói lập chính phủ bên Hiếu Tinh á, nó được bắt tay với bất cứ một tổng thống Mỹ nào cho nó 10.000 đô. Mấy người làm cái chó. Ở đây ban giao rồi, ở đây nếu mà để nói cho nghe, bây giờ nói thẳng bữa nay nói luôn. Khi Việt Nam Cộng Hòa đã bị Mỹ bỏ dân thì cái đó là vấn đề do Mỹ bỏ vô đồng minh, thì cái Việt Nam Cộng Hòa đi vào dĩ vãng vào quá khứ rồi. Còn vấn đề xã hội chủ nghĩa không cần biết cái gì, nhưng mà vẫn là kẻ chiến thắng. Việt Nam Cộng Hòa bị vấn đề Mỹ bỏ rơi thì tất nhiên là Mỹ đã thua. Nếu mà Mỹ muốn lập lợi trở lại thì tất nhiên ông Nguyễn Văn Thiệu còn sống đã qua vấn đề Mượn Cam đã cho tổ chức trở lại rồi. Thì bây giờ cái vụ đó là không có vụ đó đây em. Đó, nói cho em nghe vậy luôn. Không có chính phủ nào mà được thành hình được không? Mà không có chính phủ nào hợp pháp đối với vấn đề mà tất nhiên đối với chính phủ Mỹ. Toàn là lá cái chó. Được chưa? Trả lời gì được không? Hay là còn muốn gì nữa? Nếu mà chính phủ Mỹ mà muốn lập lại vấn đề chính thể Việt Nam Cộng Hòa, ông Nguyễn Văn Thiệu còn sống về quận Cao cách đây 15 năm là đã mời ông về gia lập chính phủ rồi. Mà khi mà năm 1992 đã ký ban giao lợi, ở đây không có một chính phủ nào thành lập được hết. Em nhớ ở bên hải ngoại toàn là áo ngọt, không ai biết con mấy con áo ngọt không? Toàn là xạo không à? Đây mà trời đất ơi, xin lỗi chứ tư cách gì em nhớ ở đây em giam gây quỷ là bị tụi ở đây là chữ rồi. Thấy không, bây giờ kể cả Nguyễn Hữu Chánh cũng bị chữ là mang tiếng khủng bố, kể cả Đào Minh Quân mang tiếng khủng bố. Tại sao Trần Dần không mang tiếng khủng bố mà lại được bác chồng mời về làm đệ nhất quốc sư Việt Nam? Nếu mà bác chồng không có vấn đề, bác Dần không có khả năng, nó làm sao bác chồng chơi mời? Cái gì? Ôi mấy người nói thôi vừa mu lắm, đừng có nói. Chị nói mày, tụi bay có ngon, tụi bay chụp hình với tổng thống Mỹ đi. Đưa cái hình đó ra, em mới nói chuyện với tụi nó. Đúng không? Bắt tắt một cái đi. Bây giờ em đã nhớ mấy cái đó rồi, em muốn làm hỏi đó. Bây giờ tụi bay có con, tụi bay chụp hình với tổng thống Mỹ, tụi bay đưa cho tao, tao sẽ cho tụi bay 1.000 đô, không cần nhận cho. Đúng không? Rồi, được rồi. Bằng chứng là bác cha này thấy không? Đó không? Thấy không? Phải đây là tổng thống của cha không? Đây là tổng thống của cha không? Phải không? Ở đây là tất cả đây là báo lên, tất cả là đăng báo hết chứ không phải là chuyện đơn giản. Còn đây phải là tất nhiên là cái này chúc mừng sinh nhật cho tổng thống đứng kế bên phải đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ, tố dân tối cao, quốc trưởng của chính phủ lâm thời vào không? Đây phải xài siêu tổng thống không? Đó, giờ em nói gì? Mấy cái thằng đó mà em nói. Lên mình diễn đàn, ông chụp hình với tổng thống gì nói chuyện với tôi. Mà mấy ông chụp hình được tổng thống sẽ cho 10.000 đô. Đấy, ông ấy lên ông chửi tưa lưa tước lướt hết, từ Nguyễn Hữu Chánh, Đào Minh Quân, xong là cả Thích Thùng Lai, đám Tân Thái, Benny Trương, xong hết vị.
Tại ông bên kia ông dùng một cái iPad nó một cái điện thoại nó bật cả hai nên là vọng lại á. Đấy, ông phải tắt một cái cơ. Ông ấy chơi ảo vãi. Không ảo là không phải quốc sư trần trần nhà tiên tri vũ trụ rồi. Thấy không? Trở lại nè. Đó bây giờ cho con chỉ hỏi cái đám đó, bất cứ cái đám nào kể cả đảng Việt Tân, kể cả chủ tịch đảng đâu, nghĩa là có chụp hình được với tổng thống không? Đưa một tấm hình cho 10.000 đô. Ở đây em nên nhớ là tất cả các ngàn siêu hưng lấy đâu mà đoàn kết mà lật đổ đảng Cộng sản? Đảng Cộng sản chỉ tự thay đổi mà thôi, không ai lật đổ được đảng Cộng sản hết đó. Ngay cả ngày trước đến quốc Mỹ cũng không lật được. Đúng rồi, mày em nói gì là đúng, có trình độ á, có trình độ. Mà nước ấy quốc Pháp còn lật đổ không được, đến quốc Mỹ ở đây mấy có mấy chục thằng mà đòi lật đổ được đảng Cộng sản, rùi bu được, nó chỉ rùi bu. Tại sao vậy? Bây giờ giờ con bây giờ bác nói bác chồng muôn năm được không? Cấm nói là không được chứ, muôn năm được không? Bác trọng muôn năm. Đảng Cộng sản muôn năm. Bác trọng muôn năm. Đảng Cộng sản muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Đúng rồi. Bác Hồ muôn năm đi. Muôn năm. Bây giờ là Đảng Cộng sản muôn năm còn gì nữa. Bác về bác làm quốc sư rồi còn cái gì mà muôn năm. Ơi đất ơi. Thôi vậy rồi, bữa nay là tới đây đủ nha, chờ em. Thằng em này đúng là trong, em là thuộc loại trình độ kể xíu tá, chứ không phải giỡn đâu. Em là biên tập viên mà thứ thiệt. Em biết xôi bói đủ thứ đó. Cho người ta lên, người ta phải la lên, hét lên đủ thứ. Em giải đúng chỗ đứa người ta nhảy tưng tưng. Em đúng là top the line in the world đấy. Không phải hỏi bác cái ngô chỉ sao đâu rồi đấy. Thôi giờ chào nha, lễ bữa tháng nha. Dạ dạ, hôm mai tới cũng nghe. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng muôn năm. Đảng Cộng sản muôn năm. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm. Thế là được rồi, quốc sư Trần Dần, nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần, quốc sư Trần Dần, hô Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm. Ác rồi.